Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được điểm qua những thông tin nổi bật được báo chí đề cập và đăng tải trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, dù kỳ nghỉ hè mới bắt đầu nhưng đến thời điểm này, nhiều công ty du lịch lữ hành đã hoàn thành từ 60 đến 70% kế hoạch kinh doanh hè. Các hãng hàng không liên tục tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách liên tục tăng cao. Tuy vậy, kinh doanh du lịch hè năm nay, các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với hai rủi ro lớn, đó chính là giá tour chịu tác động của giá xăng dầu và sự thiếu hụt nhân sự ở các địa điểm du lịch đông khách và ở trang 6 báo tuổi trẻ ngày hôm nay ghi nhận vấn đề này qua bài viết Du lịch hè chờ bùng nổ. Trước áp lực giá xăng dầu tăng cao, giá vé máy bay đến các điểm vui chơi nội địa trong dịp cao điểm hè rơi vào tình trạng là nhích giá từng ngày. Giải vé giá rẻ đã cạn và theo khảo sát, khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến tháng 8 năm 2022, một số chặng bay đang tạo ra số hút lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quế, Quy Nhơn, Đà Lạt đang là điểm đến được yêu thích và có tốc độ mua vé nhanh nhất trong dịp nghỉ hè này ghi nhận hiện thì giá vé đã cao gấp gần 4 lần so với cùng kỳ của hai năm trước. Các đại lý bán vé máy bay khẳng định thời điểm hè không dễ mua được giá ưu đãi, nếu có chỉ một đến 2 chỗ trên chuyến bay mở bán với giá rẻ, nhưng cộng thuế phí vào đã lên đến tiền triệu. Giá xăng đang tăng mạnh, không có chuyện hàng không giảm giá vé. Càng gần ngày bay chắc chắn giá vé sẽ càng đắt đỏ hơn. Để chủ động chọn lựa giờ bay và giá tiền hợp lý, hành khách cần phải bút mua vé sớm. Đại diện của hãng hàng không Vietjet cho biết, tốc độ đặt vé trong dịp hè ở mạng bay nội địa tăng rất mạnh, cao hơn cả dịp 30 tháng 4 vừa qua. Tần suất khai thác cao điểm giữa tháng 7 lên đến 450 chuyến bay một ngày, bao gồm nội địa lẫn quốc tế, thay vì trung bình từ 200 đến 300 chuyến như trước đó. Theo ông Đặng Anh Tuấn, trưởng ban truyền thông của hãng Vietnam Airlines thì khẳng định, dịp hè sẽ là cứu cánh để hàng không bắt nhịp phục hồi. Hãng này đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực khai thác phục vụ cho hành khách. sẽ được chuyển sang những thông tin liên quan tới lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, thời gian gần đây xảy ra tình trạng thiếu thuốc khiến cho nhiều bệnh viện đề nghị bệnh nhân phải tìm tự mua thuốc ở bên ngoài, khiến cho bệnh nhân vừa tốn kém nhưng mà vừa mang một cái nỗi lo, đó chính là chúng ta có thể hoàn toàn mua trúng vài thuốc giả. Nhiều bệnh nhân được chỉ định mổ nhưng mà phải chờ mấy tháng nữa để đợi bệnh viện có vật tư y tế. Trên trang 11 của báo Phụ nữ Việt Nam đã phản ánh bài viết vấn đề này thông qua bài viết Bệnh nhân chờ mổ vì thiếu vật tư. Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đều xảy ra tình trạng thiếu thuốc men, vật tư y tế. Bà ca 39 tuổi ở Hà Nội khi đến khám tại bệnh viện E được chỉ định mổ, tuy nhiên bệnh viện không thể tiến hành do vật tư y tế mà bệnh nhân cần không có. Bác sĩ bảo phải đến tháng 9 mới có thể mổ được. Một bệnh nhân khác tại Bệnh viện Bạch Mai cũng đã có chỉ định mổ, tuy nhiên trước hôm phẫu thuật thì bệnh viện lại thông báo tạm hoãn bởi thiếu vật tư y tế. Trước phản ánh của người bệnh và các cơ sở y tế, Bộ Y tế thừa nhận có tình trạng thiếu thuốc men, vật tư y tế ở một số địa phương. Theo Bộ Y tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất là do tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ bị thanh tra, kiểm tra nên các địa phương không dám làm, không dám đấu thầu, mua sắm dù Bộ Y tế và các ủy ban nhân dân các tỉnh thành đã thực hiện việc phân cấp theo thẩm quyền. Thứ hai, các đơn vị vẫn tỏ ra lúng túng hoặc e ngại trong tổ chức thực hiện đấu thầu được tự chủ, trong khi đó doanh nghiệp cũng e ngại trong việc cung cơ, cung ứng hàng hóa cho các đơn vị công do liên quan đến giá chưa hợp lý thủ tục đấu thầu thủ tục thanh toán để có thể đảm bảo được nguồn cung ứng thuốc vật tư y tế cho công tác khám chữa bệnh thì bộ y tế đã đôn đốc các đơn vị tăng cường năng lực hiệu quả công tác mua sắm đấu thầu Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn phục hồi sau dịch Covid-19, doanh nghiệp rất cần vốn lại càng cần vốn hơn khi mà cơn bão giá đã nổi chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh. Thế hợp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thì vốn vai chính là mấu chốt cho các doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại. Trên trang 15 báo đại đoàn kết phân tích vấn đề này qua loạt bài viết Doanh nghiệp khác vốn khó vai. Theo đó, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các doanh nghiệp trong ngành đang phải chật vật ứng phó khi đầu vào nguyên liệu tăng mạnh. Theo đó, tất cả chi phí nguyên liệu, nguyên phụ liệu ngoại nhập tăng từ 20 đến 30% trong nước, giá xăng dầu tăng cao kỷ lục. Nhiều doanh nghiệp cho rằng hiện họ không còn hiện họ đã không còn thiếu vốn nữa mà là khác vốn. Chẳng hạn trước đây doanh nghiệp chỉ cần 100 tỷ đồng dự trữ nguyên vật liệu, nhưng hiện nay số tiền dự trữ đó phải là 150 tỷ đồng. Vậy lấy đâu ra số tiền trên lệch đó trong khi vay ngân hàng thì không hề dễ dàng gì. Nói về gói hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách 40.000 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp cho biết đó là điều rất quý nhưng độ trễ trong thực hiện chính sách khiến họ chưa được thụ hưởng. Trong tình thế khó khăn về vốn vay như hiện nay, cộng đồng các doanh nghiệp nhỏ và vừa lại càng khó khăn hơn vì xếp hạng tín nhiệm thấp, do đó phải chịu mức lãi suất cho vay cao hơn nhóm doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận nguồn vay do lãi suất cao. Trong khi đó theo bà Nguyễn Thị Hồng, giám Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chia sẻ, việc điều hành lãi suất và giảm lãi suất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, việc điều hành lãi suất chịu nhiều áp lực từ bên ngoài trong năm tháng đầu năm 2022 do lạm phát gia tăng trên toàn cầu. Ngân hàng trung ương các nước đều có xu hướng tăng lãi suất. Thưa quý vị, thời gian qua thì chúng ta đẩy mạnh việc là thanh toán không dùng tiền mặt và ở tại các khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng đã rất là tích cực trong việc này. Tuy nhiên thì thanh toán không tiền mặt cũng đã được lan tỏa ra nhiều khu vực vốn là lãnh địa của tiền mặt chẳng hạn như là tạp hóa, chợ hay là những quán ăn và đi kèm với việc bùng nổ thì cũng chính là những rủi ro. Nói về vấn đề này thì trên trang 6 của báo Đại Đoàn Kết cũng đã có bài phân tích và cảnh báo với bài viết có tựa đề là thanh toán không tiền mặt vẫn lo rủi ro. Hiện nay cứ 100 người trưởng thành thì 68 người có tài khoản ngân hàng, tương đương với tỷ lệ 68% và tập trung vào thế hệ trẻ từ 25 cho tới 34 tuổi. Một số ngân hàng đi đầu tại Việt Nam đã đạt được mức độ số hóa cao, gần 90% giao dịch giữa khách hàng và nhà băng được thực hiện qua kênh số, bên cạnh đó 90% là con số tăng trưởng hàng năm về giao dịch qua kênh Mobile Banking. Thực tế trong thời gian qua bên cạnh các giải pháp đầu tư về công nghệ, các ngân hàng đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán cũng tiến hành triển khai nhiều chương trình ưu đãi để khuyến khích thu hút người dùng trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên trong bối cảnh 4.0, ngành ngân hàng cũng nhận thức rủi ro về an ninh mạng, rủi ro với người dùng là thường trực. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết, trong thanh toán không dùng tiền mặt, thách thức với người tiêu dùng đó là vấn đề bảo mật thông tin cá nhân vì đã dùng phương thức này thì nhiều thông tin cá nhân của mình sẽ bị nắm giữ bởi các đối tượng khác vị này cũng cho rằng các quy định pháp luật cần phải hoàn chỉnh để bịt mọi kẻ hở làm sao cho quản lý vừa thân thiện vừa thuận tiện vừa chặt chẽ từ phía doanh nghiệp và người tiêu dùng ngoài ra việc nâng cao nhận thức hiểu biết của người dân trong không dùng tiền mặt càng quan trọng cần có được sự hỗ trợ của nhà nước với các doanh nghiệp kỹ thuật số đặc biệt là doanh nghiệp bảo mật kỹ thuật số liên quan đến một vấn đề khác liên quan đến cơ sở hạ tầng giao thông ở các đô thị lớn đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, trong vòng 5 năm vận hành, hệ lụy mà tuyến xe buýt nhanh BRT Hà Nội gây ra đã thấy rõ, chi phí quá đắt đỏ với hàng ngàn tỷ đồng cho 14.000 14,77 km đường. Hàng vạn người dân phải chịu cảnh tắt đường để dành cho vài trăm người trên tuyến BRT đi một làn đường riêng. Theo các chuyên gia giao thông, là vấn đề đặt ra là Hà Nội có quyết tâm cho khai tử một dự án gây bức xúc dư luận hay vẫn để lây lắc tồn động như những năm vừa qua. Đó là nội dung được đề cập trên trang 2 báo Lao động thông qua bài viết Tuyến xe buýt nhanh BRT Hà Nội khai tử dự án gây bức xúc hay vẫn lây lắc tồn tại. Theo đó, bên cạnh việc nhồi cao ốc băm nát quy hoạch đô thị gây bức xúc giao thông, trục Lê Văn Lương Tố Hữu còn phải gánh chịu làn xe buýt nhanh BRT một mình một đường làm giao thông thêm ủng tắc. Việc thu hẹp làn đường đã khiến giao thông khu vực này bị thắt nút cổ chai. Để thoát cảnh ủng tắc, các phương tiện như xe máy phải leo lên vỉa hè. Vào giờ ồn tắc, hàng loạt các phương tiện lớn vào làn BRT tạo ra cảnh tượng hỗn độn. Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thí cho rằng BRT hoạt động không hiệu quả là điều không ai mong muốn. Đối với một dự án thử nghiệm đúng là cần có thời gian để đánh giá. Tuy nhiên với tuyến BRT 01 Hà Nội hoạt động 4 đến 5 năm không hiệu quả, hoặc hiệu quả thấp thì cần phải có giải pháp để bố trí lại sao cho phù hợp. Thành phố Hà Nội cần phải có đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý bất cập của BRT. Theo đó có thể nghiên cứu bỏ làn ưu tiên BRT, bố trí biết nhanh hoạt động như biết thường, đồng thời nên phân làn cho xe ô tô và xe máy riêng biệt để thuận tiện cho việc đi lại của người dân hiện nay. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi gửi đến cho quý vị trong tiểu mục điểm báo. Quý vị có thể theo dõi lại những thông tin này thông qua cách là chúng ta truy cập và theo dõi trong hệ thống YouTube của kênh VTC9. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cà phê hotline của VTC9 trong buổi sáng ngày hôm nay.